Đoạn video này xuất hiện trên mạng xã hội nhiều giờ qua, ghi lại tình huống giao thông xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều người cho rằng tình huống vượt ẩu của ô tô trong đoạn video tương đồng với vụ tai nạn cũng trên cao tốc Cam lộ La Sơn khiến ba mẹ con tử vong xảy ra vào ngày 18 tháng 2 vừa qua. Thưa quý vị, liên quan tình huống giao thông vừa rồi, chiều ngày 14 tháng 3 năm 2024, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, gọi tắt là đội 4 thuộc C08, vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế 32 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là người lái ô tô trong đoạn video. Tài xế này bị lập biên bản về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, với mức phạt 5 triệu đồng và bị tước bằng lái xe 2 tháng. Trong video, một xe container đang lưu thông trên làn đường sát giải phân cách giữa ở đoạn đường có 4 làn xe. Khi xe container kết thúc đoạn phút chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, thì bất ngờ một chiếc xe con vượt bên phải tạt đầu. Nắm thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 thuộc C08 đã xác minh và mời tài xế ô tô lên làm việc. Tài xế này khai nhận, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2024, có đi công tác cùng đồng nghiệp. Khi tới km 58 đường cao tốc Cam lộ La Sơn, dù đã tới đoạn chuyển từ 4 làn xuống còn 2 làn, tài xế vẫn tiếp tục chuyển làn phải để vượt một chiếc xe container đi phía trước. Về hành vi của em thì em có thì em đã nhận được một cái sai, sai giao thông. Theo tường trình của tài xế này, khi làm việc với cơ quan công an, tài xế cho biết sau khi vượt ẩu, phải đổ ở làn dừng nghỉ để rửa mặt cho đỡ sợ hãi. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và bật nút chuông trên YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục.